xây dựng đất nước, chứ không phải mình yêu nước để mình đả phá đất nước. Mình yêu nước không phải là mình là bịa đặt vu khống và tạo những cái điều kiện để mà gây cho chia rẽ, gây cho sự phá hoại trong xã hội. Và tôi khẳng định một điều trước khi mà chúng tôi vào cái đề tài ngày hôm nay đó, hy vọng rằng cái quyển lịch sử Việt Nam anh em nên chấm dứt cái chuyện tranh luận là chữ Ngụy ở đây. Quý vị đang rơi vào trong cái bẫy của những người chống cộng cực đoan ở ngoài này. Tôi nói thẳng ra có thể rằng những có anh em cờ đỏ trong đó đã bị mua chuộc hoặc là đã bị gọi là hướng dẫn mà không có biết. Đây là cái sự mà gọi là chính cái đám Việt Tân ở ngoài này họ rất là vui. Vui là tại vì chính anh em nội bộ cờ đỏ của chúng ta đang chia rẽ nhau. Đấy. Và đánh nhau nữa. Người ngày xưa đó, những người cộng đồng họ hay nói một câu rằng đó, không bao giờ gọi Việt Cộng bằng ông hết. Thằng Việt Cộng. Và bữa nay một cái là tôi nói thẳng luôn một người đó là tôi đã từng gặp hai lần mà nói chuyện và tôi rất quý anh ta. Thì anh Lê Xuân Nghĩa. Lê Xuân Nghĩa là một công chức cao cấp của nhà nước Việt Nam. Quý vị gọi thằng Lê Xuân Nghĩa thì cộng đồng đây nó rất là vui. Nó rất là vui. Đấy. Bây giờ dân chúng nó bắt đầu nó gọi cán bộ của nhà nước là thằng. Nhưng mà tôi lại nói đùa lại, tôi bảo, ê, Nguyễn Lê Xuân Nghĩa bây giờ chính thức được là Việt Cộng nhé. Hồi xưa nay anh chưa phải là Việt Cộng, dù là anh là đảng viên nhưng mà anh chưa phải là Việt Cộng. Bởi vì sao? Bởi vì anh chưa được gọi là thằng. Khi người ta gọi anh là thằng, tức là anh vô tình anh đã được cái chuyện đó rồi. Cái điều thứ hai nữa, chúng ta không nên cái bàn sâu vào cái chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi sẽ bàn vào cái chuyện này. Hy vọng rằng cái lời bàn của KBC Hải Ngoại sau khi đi Việt Nam về, chúng tôi tiếp xúc một số giới chức hay giới chức, tôi cũng sẽ xin gặp thiếu tướng trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và những vị mà coi như bất đồng chính kiến, bởi vì chúng ta nên đưa ra những cái đề tài thuyết phục hơn là chúng ta chửi nhau. Chúng ta chửi những người chống cộng cực đoan ngoài này là chỉ có chửi nhau, thì hóa ra bây giờ chúng ta cũng đang đi vào cái vết xe đó. Cái ngạn ngữ Tây Phương có một câu rằng đừng làm những cái điều gì mà người khác không muốn. Và cũng đừng làm những cái điều gì người mình không muốn người khác làm cho mình. Đó là cái mà rất là cái triết lý sống trong cuộc đời. Những cái điều đó mình không ưa mà mình chửi người ta, bây giờ chính mình lại ngược lại, mình đang đi làm cái điều mà chống cộng cực đoan nó vẫn đang làm. Nó chửi chúng ta một đàng. Thí dụ như là nó đòi tự do báo chí tại Việt Nam. Nhưng mà KBC Hải Ngoại có được vào không? Không. Thế tại sao mình đi làm giống cái công việc giống của nó? À, bây giờ thì chúng tôi chửi người ta là thằng hay là cái gì rồi. Ngay là cái vấn đề mà cái chuyện chúng tôi sẽ nói cái vấn đề mà tôi không bênh anh Lê Xuân Nghĩa, nhưng mà chúng ta không nên dùng những cái ngôn ngữ đó. Tôi nói thẳng luôn, đó là những ngôn ngữ mất dạy. Mình không nên làm sai những cái chuyện đó. Cái bạn nào nó mới cái chữ Đại Hàn hay chữ Nhật thì nó mới viết lên đó. Nghe ghét quá, mình không thể vì cái ghét đó mà anh em mình bỏ nhau. Nếu mà trong chiến tranh á, anh em chỉ có ghét nhau rồi đó thì là mình có thể chiến thắng được không? Mình có được cái ngày hôm nay được không? Tôi nói thẳng luôn á. Trong chiến tranh, chúng ta là một khối keo sơn đoàn kết và chúng ta chiến thắng được là nhờ cái tinh thần của dân quân. Dân chúng và quân đội. Một khối và người Mỹ họ đã xác nhận rồi. Chiến tranh quy ước đã thua chiến tranh du kích nhân dân, bởi vì chiến tranh du kích nhân là từ nhân dân ra và được nhân dân yểm trợ, thành ra họ đã thắng. Và người thì bây giờ tại sao là mình đánh mất đi những cái mà cái sở trường của mình để mình mang cái sở đoản của người khác ra, mình đứng ra mình chửi lộn ngoài đường thằng này con kia, không phải là tư cách của người Việt Cộng, không phải tư cách của người chính nghĩa.